Xin chào các bạn nha, lại là mình Huy Chiba đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái kiến trúc của một ngôi nhà Nhật Bản. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái ngôi nhà mà gọi là ngôi nhà phổ thông đi. Một cái ngôi nhà mà giống như nhà ở Việt Nam xây 2 tầng, 3 tầng. Thì ở đây cũng như vậy. Mình sẽ giới thiệu một cái căn nhà xây khoảng 2 tầng. Nếu như mà các bạn đã đọc truyện Doraemon rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là trong truyện Doraemon vẽ như thế nào thì những căn nhà ở đây cũng y hệt như thế. Thì mình sẽ quay sơ qua cho các bạn giới thiệu về cái ngoại thất của một ngôi nhà. Đây các bạn có thể thấy con phố mình đang đi đây. Thì tất cả những ngôi nhà thì nó đều xây 2 tầng thôi, không xây quá cao vì động đất thì cũng rất là nguy hiểm. Mình sẽ quay về cái mặt trước. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái mái nhé. Thì các bạn có thể thấy, mình sẽ quay cam trước cho các bạn. Về phần mái thì về mái của Nhật thì các bạn có thể thấy là nó sẽ chia ra làm nhiều tầng này. Cái tiếp theo nữa là cái điểm đặc trưng đó là cái độ dốc nó không cao, nó chỉ khoảng 30 độ thôi. So với mái Thái thì mái Thái có độ dốc khoảng 40 đến 45 độ. Tiếp theo là cái về màu thì màu ngói của Nhật thì nó thường là có cái màu mà nâu sẫm hoặc màu đen nhẹ, chứ nó không có cái màu đỏ tươi như là màu mái của Việt Nam. Tiếp theo là về phần cửa thì trước cửa thì sẽ luôn có một cái hộp bưu điện và bảng tên như thế này. Đó, bonsai thì trồng ở trước cửa. Về phần bờ tường, các bạn có thể nhìn thấy là tường ở Nhật thì không xây quá cao, xây khoảng đến hông của mình hoặc trở lên một chút thôi. Về bờ tường xây ở trong nhà rất ít khi là xây tường 20 nhé các bạn nhé, mà sẽ thông thường là sẽ làm một cái chất liệu nó như kiểu là gỗ ấy, tường gỗ ấy, sau đó là thạch cao, bên trong nó là rỗng, thì như thế nó nhẹ, là nhẹ, tuy nhiên là sẽ không được bền, không thể nào mà chắc được bằng tường của Việt Nam được. Thông thường cái cửa Nhật Bản ấy, cái cổng ấy, thì người ta sẽ thường thiết kế là đi một cái cổng nhỏ này, sau đi đến mình mới vào cửa chính và đi theo kiểu rích rắc một chút, chứ không đi trực tiếp. Ít khi trực tiếp, ví dụ cái căn nhà hiện đại này thì sẽ đi trực tiếp, nhưng cái căn này thì nó sẽ đi rích rác này. Đấy, thì đây là một trong những cái đặc trưng của kiến trúc của Nhật Bản. Các bạn thấy rằng là họ đi những cái đường nước rất là đẹp nhá. Đấy, ví dụ như căn nhà phía trước này thì họ đi cái đường nước chạy dọc này thì rất là đẹp. Đấy, cổng rồi khuôn viên cũng rất rộng. Thông thường thì một gia đình sẽ có 2 chiếc ô tô, thì bãi để xe cũng phải thiết kế rộng để phù hợp. Màu ấy, thì các bạn chú ý cái màu của Nhật, nhà Nhật thì nó không quá nổi trội đâu. Người ta cũng không có sơn tường đâu. Thế mấy công ty sơn ở đây chỉ có chết đói thôi. Những cái màu này thì nó là ốp rồi, chứ không phải là sơn tường, sơn trực tiếp như ở Việt Nam nữa. Thông thường ở trên mái này thì sẽ gắn pin năng lượng mặt trời nếu như có điều kiện. Còn không thì sẽ xài điện bình thường. Đây, đường điện thì cũng đi giống như ở Việt Nam thôi. Các bạn thấy ra những con phố ở Nhật thì nó rất là sạch, bởi vì là rác thì được quy định có nơi tập kết riêng và sẽ đổ theo ngày, thông thường sẽ vào ngày thứ hai và ngày thứ năm, và cũng được phân loại kỹ càng trước khi mà chúng ta đổ rác. Đây, ở đây có những căn nhà các bạn thấy là thường là chỉ có 2 tầng thôi đúng không nhỉ, những căn ở phía sau kia sẽ là chung cư thì sẽ cao hơn nhưng không quá cao đâu. Đó, một căn nhà ở Nhật thì trung bình có tuổi thọ là từ 20 đến 30 năm, không quá dài. Thì sau một thời gian thì họ sẽ thay nhà mới. Cái đấy cũng là để đảm bảo cho cái tính an toàn ở bên này. Tiếp theo mình nói về cái văn hóa. Đó là ở người Nhật thì các bạn sẽ thấy là họ sẽ dùng cái cửa đơn, chứ không bao giờ dùng cửa đôi cả. Giống như ở Việt Nam thì sẽ dùng cửa đôi. Tuy nhiên ở Nhật này thì gia đình nào sẽ biết gia đình đấy thôi. Chỉ quan hệ trong gia đình nhỏ thôi. Thế là không thường xuyên giao lưu với hàng xóm. Những căn nhà ở Nhật thì các bạn thấy rằng phần mái nó không xây chìa ra đâu nhá. Bởi vì là theo quan điểm của người Nhật thì nếu như xây chìa ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Thì người ta hạn chế xây chìa ra. Tuy nhiên là nếu như mà xây như này thì nước mưa nó sẽ hắt vào bờ tường. Và điều đó là một cái điều phải đánh đổi nhá. Giá trung bình của một căn nhà như thế này rơi vào khoảng 8 đến 12 tỷ. Thì chúng ta sẽ có đất và sẽ được xây nhà luôn. Nội thất thì tất nhiên là chúng ta phải tự mua rồi.
tất cả những đường ống ga, ống nước là đi theo hệ thống hết. Đấy thì đây là một vài những cái kiến trúc ở bên Nhật. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu ở bên trong của một căn nhà ở bên Nhật, cũng như là một cái căn nhà tập thể giống như thế này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.